nó bỏ đi, đưa đi luôn, về 30 cân đứng đây này, nó bỏ đưa đi luôn. Mọi người gọi nó đến này, gọi đến cái nhà ai mà chưa follow mọi người bấm nút cộng màu xanh follow vào, khi nào like nó sẽ báo về nhé mọi người, mọi người vào xem nhá. Ai mà thích làm diều rắn hổ mang hổ chúa thì liên hệ chú em ngủ ngon á. Ngon ở đâu hả anh? À bố được rau anh cho rùa ăn này, nuôi đơn giản mọi người. Chú em ở huyện em có ca nào đâu? Nuôi rất là đơn giản luôn. Nuôi rùa này không mất tiền thức ăn mới mà nghỉ rùa này. Ở chỗ em thì nó ở vùng quê ấy, nên là có nhớ chồng mẹ có bi ấy, thì là cũng không không như ở thành phố của mọi người. Mọi người cái gì mọi người cũng phải đi mua, nhưng ở quê em thì rau cỏ ngoài đồng ruộng mình nữa, thế này không không như ở thành phố. Ở chúng em vẫn đi lại bình thường, mua bán bình thường à. Hai năm mới được cái này mọi người, hai năm người, hai năm mới được hai ngón tay. Đó. Có con nó nhỏ hơn. Hello cả nhà mới vào. Chiều nay em làm hổ chúa cho khách, ai mà cầm được máy thì nay mọi người xem nhỉ. Chiều em lại làm cho khách một con chúa này anh ạ, lại đến nhà, đến nhà thịt ngon rồi á, được nơi bao nhiêu mà để ngon, 500-700 nghìn con chục cân, con chục ký à. Đang đợi ở nhà đấy, đang đợi đây để nó bên ship người hàng vỏ bình á, người ta mang về cái vỏ bình Hàn Quốc mà 4 triệu, nhưng vỏ bình không thì 4 triệu rồi, đang chờ để lấy vỏ bình này. Ở chỗ em chăn nuôi giờ mà không làm được là chết luôn đấy, bán đất luôn đấy, bởi vì chỗ em có hỗ trợ gì đâu, chả có hỗ trợ cái gì cả, lãi suất vẫn vậy, tiền điện vẫn vậy, chi tiêu vẫn vậy, thức ăn cho rắn nữa, không làm được thì chết luôn. Người mình chỉ cần lo thân mình thì cũng chả sợ. Nhưng các anh không chăn nuôi, các anh không chăn nuôi, chúng em còn chăn nuôi cơ. Chăn nuôi thì lấy đâu ra mà để ấy, ai thực tế mình cứ chăn nuôi nữa. Mua bán thì chả bán bây giờ thì bán, mua bán thì cái hàng đó nó khác với cái hàng này này, không cho ăn cũng được, các anh cần gì cho ăn đâu.
một tháng mấy chục triệu tiền thức ăn thì nó anh bảo đơn giản không? Tháng mấy chục triệu tiền thức ăn thì nó mình vẫn không dám ăn. Nhưng mà đúng rồi, nói chung là nếu như chẳng may ấy, ở vùng quê chúng em chẳng hạn này, nếu như chẳng may mà có dịch ấy, thì cũng không như thành phố các anh được, vì thành phố các anh là cái gì cũng phải mua, như ở vùng quê em ruộng mương cái thứ nó mênh mông ấy, là thích ăn gì rau cỏ có này, gà qué nuôi được này, cái thứ ao cá hồ cái thứ, nói chung là không thiếu cái gì, chỉ cái là mọi người ở thành phố là người rất thế này đi mua nó khó mua thôi. Đúng không? Còn ở chỗ em thì rau cỏ các anh biết, ra ngoài quê em thì đồng ruộng mênh mông rau củ quả các thứ chả thiếu cái gì luôn, thích ăn cái gì thì mình đi về mình lấy về mình ăn. Giờ ở thành phố thì chật chội này, ruộng đồng không có này, rùa ấy, đây là rùa này rẻ tiền à, rùa này có vài trăm ngàn một cân này, rùa này có vài trăm nghìn một cân. Dạ có khi tiền thì nhiều tiền lắm nhưng mà tiền thì có ăn được đâu. Nhà anh có chơi sukuta không anh á? Anh có biết sukuta là gì đâu? Dù này bán đi Trung Quốc họ ăn này. Dù này này bán đi Trung Quốc để họ ăn à. Trung Quốc nó ăn thú rừng là nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam mình có đủ cung cấp đâu, Việt Nam mình rồi có mới mà toàn bộ ở Campuchia, Thái Lan, Lào, Malai hàng có nhiều. Dù có nó, dù có nhiều kia, dù ý là giá tiền hay sao? Cái dù này nó to lắm anh, nó thậm chí 15 20 cân cũng có. 15 20 cân. Có loại dù khác nó to hơn nữa cơ nhưng mà giống dù này nó tầm 15 20 cân này. Dù này nó dễ nuôi, nó ăn cá tép, ăn rau củ quả, cà chua, khế chín rồi thì bí biết là thế nào. Rau rất ăn hết. Ở quê thì nếu như mà ở quê nuôi dù này thì gần như không mất tiền thức ăn. Nhà anh nuôi cả rắn rùa đều chỗ hết á. Đây. Là mỗi thứ một chút đấy, người làm mỗi thứ một chút chứ rắn tiền thức ăn nó cũng hết nhiều à, tiền thức ăn nó cũng hết nhiều lắm. Rắn là ăn đúng rồi, riêng ở đây là con rùa, rắn nó ăn cóc, ăn gà nở, ăn vịt nở, còn hổ chúa thì nó chỉ ăn rắn không thôi. Cái con rùa này hả? À? Đây cái con rùa này hả? Ừ, ok, để cho con rùa bán rẻ cho, đang 10 triệu bán 9 triệu. Con rùa này mọi người thì định giá tầm bao nhiêu tiền? Nuôi để bán đấy, dù này mình nuôi để bán mà quay ăn tốc cho mọi người dễ nhìn. Nó chú ý tất trong này này. Đây là ô để nó đẻ trứng, đổ cát đây là đẻ trứng. 10 triệu để ăn đi nhé, bán cho họ những cái rùa này họ để làm thuốc, còn rùa kia là họ để ăn. Đây, quên mất, đấy là con rùa đấy, đây còn cho mọi người xem con rùa này đấy nhá, có nhiều bạn vào sau cho bạn xem lại lần nữa. Nuôi rùa nhàn, ở nuôi rùa thì nhàn hơn nuôi rắn vẫn ăn.